Chúng ta cùng trở lại với các thông tin về thời tiết. Vào chiều qua thì thành phố Cần Thơ cũng như khu vực Nam Bộ mưa dông khá là nặng hạt. Nhưng sang chiều nay thì mưa có xu hướng giảm rồi. Không biết là dự báo sắp tới như thế nào chị Hằng My? Dạ vâng, tối và đêm nay Nam Bộ vẫn ít mưa đấy ạ. Dự báo trời chỉ mưa rào nhẹ ở một số nơi, còn toàn miền thì trạng thái chủ yếu vẫn là tạnh ráo. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng là từ 23 cho đến 26 độ, bầu không khí mát mẻ và dễ chịu. Sang ngày mai, thời tiết tạnh ráo sẽ duy trì cho đến trưa. Nắng lên sẽ khiến nhiệt độ tăng nhanh và khá oi nóng, khi mức nhiệt ở tại miền Tây các nơi như Cần Thơ, Cao Lãnh, Châu Đốc ở ngưỡng là 33 độ. Miền Đông Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Đồng Phú, Biên Hòa trong ngưỡng là 32 cho đến 33 độ. Sau 1 giờ chiều ngày mai, mây dông xuất hiện và gây mưa rải rác cho khu vực Nam Bộ. Cục bộ thì có một số điểm mưa nặng hạt với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm. Trong cơn dông, quý vị cần đề phòng với gió giật và lốc sét. Thời tiết nắng mưa xen kẽ như hiện nay khiến muỗi vằn, tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết, hoạt động mạnh. Để phòng bệnh thì ngoài việc loại bỏ nước bẩn, ngay cả nước sạch cũng cần được đậy kín vì muỗi vằn có khả năng sinh sản cao ở nơi nước trong, sạch và ẩm. Mặt khác thì nhiều người có thói quen là phòng muỗi đốt vào ban đêm. Tuy nhiên là các chuyên gia y tế còn khuyến cáo muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết thường hoạt động mạnh vào ban ngày, nhất là lúc sáng sớm hay là chiều tối. Chuyển sang dự báo thời tiết trên biển. Đêm nay, ngày mai, vùng biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang, quanh Phú Quốc, Nam Du, Thổ Chu, Hòn Khoai và Côn Đảo, dự báo là sẽ có mưa dông đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa giảm xuống còn từ 4 đến 10 km trong mưa.